Ở chuyến hành quân tới sân London Stadium, Arsenal nhập cuộc với thế trận hoàn toàn áp đảo và nhanh chóng ghi hai bàn thắng do công của Gabriel Jesus 7 và Martin Odegaard 10. Thế nhưng, do phung phí cơ hội cùng những sai lầm nơi hàng thủ nên pháo thủ đã bị West Ham cầm hòa 2-2. Seth Benrahma và Jarrod Bowen là những người lập công mang về một điểm quý giá cho West Ham. Ở phút 52, Arsenal có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm phạt đền nhưng tiền vệ cánh Bukayo Saka lại dứt điểm ra ngoài. Với trận hòa này, Arsenal vẫn đứng đầu trên bảng xếp hạng Premier League khi có 74 điểm sau 31 trận. Mặc dù vậy, khoảng cách giữa họ với Man City đã bị thu hẹp xuống còn 4 điểm. The Citizen vẫn đang thi đấu ít hơn một trận. Đây là lần đầu tiên ở mùa này Arsenal để mất điểm ở trận Derby London trên sân khách sau 5 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Huấn luyện viên Mikel Arteta kêu gọi Arsenal phát triển tư duy tàn nhẫn sau khi ông chứng kiến đội liên tiếp bị cầm hòa 2-2 sau khi đã sớm dẫn trước 2 bàn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng Arsenal không chịu nổi áp lực trước sức tấn công mạnh mẽ của Man City trong cuộc đua vô địch. Khi được hỏi liệu áp lực của cuộc đua vô địch có ảnh hưởng đến các cầu thủ và dẫn đến hai kết quả hòa đáng tiếc liên tiếp hay không, huấn luyện viên Arteta đáp: "Nếu một đội chơi lấn lướt ngay từ đầu và tạo ra áp lực nghẹt thở, khi tôi thấy một đội chơi như vậy thì đó là do họ không bị áp lực. Và ở tỷ số 2-0, đó càng không phải là áp lực. Chúng tôi chỉ thực sự hiểu sai những gì trận đấu yêu cầu trong thời điểm đó. Chúng tôi đã khởi đầu cực kỳ tốt, làm chủ thế trận, làm chủ mặt sân và ghi hai bàn thắng đẹp mắt. Sau đó, chúng tôi đã mắc một sai lầm lớn, thay vì tiếp tục tìm bàn thắng thứ 3 và thứ 4 thì chúng tôi lại nghĩ rằng có thể cầm bóng và duy trì kết quả. Mọi thứ có vẻ quá dễ dàng và trong thời điểm đó, chúng tôi đã cho họ hy vọng. Phải khen ngợi West Ham, họ đã nỗ lực và ghi bàn. Còn chúng tôi đã thực sự phải vật lộn để cố gắng thoát khỏi tình thế do chính mình tạo nên." Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không cho rằng các cầu thủ mệt mỏi ư? "Không, chúng tôi chỉ làm chậm hơn trong mọi thứ mà chúng tôi từng làm. Chúng tôi cần phát triển tư duy tàn nhẫn để có thể kết liễu một trận đấu. Khi bạn có cơ hội, bạn phải làm điều đó. Bạn cần chơi với cùng một mục đích hoặc hơn thế nữa và không nên cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để trở lại." Cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink dự báo Arsenal sẽ chịu cú sốc tâm lý nặng nề nếu để vượt ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Trên Sky Sports, Gary Neville bình luận rằng Arsenal vẫn trải qua mùa giải thành công ngay cả khi bị Man City chiếm đầu bảng. "Cuộc đua vô địch bắt đầu ở Anfield," cựu hậu vệ người Anh nói. "Hãy nhìn vào lịch thi đấu, nhưng họ sẽ đánh đổi mọi thứ để có được vị trí này vào đầu mùa giải. Arsenal vẫn trải qua mùa giải khó tin nếu về nhì." Tuy nhiên, Roy Keane và Hasselbaink không đồng tình. "Không thể nào, Arsenal đã đứng đầu bảng cả mùa giải," Keane ngắt lời đồng đội cũ ở Man United. Hasselbaink ủng hộ Keane bằng lập luận các câu lạc bộ khác sẽ mạnh mẽ hơn vào mùa tới và Arsenal có thể không còn vị thế như lúc này. "Việc về nhì sẽ là thảm họa." Keane tiếp tục cho rằng Arsenal sẽ trải qua mùa giải tồi tệ nếu không vô địch ngoại hạng Anh. Cựu tiền vệ Ireland chỉ ra việc pháo thủ sớm bị loại khỏi cúp FA, cúp Liên đoàn Anh, Europa League để dồn sức cho ngoại hạng Anh nhưng vẫn trải qua hai trận hòa liên tiếp dù dẫn hai bàn ở giai đoạn quan trọng. "Đó là một sự thất vọng lớn," ông bình luận.